Dạ. Cho con hỏi cái Dạ. câu như thế này nè cô, thì Dạ. trong khi mà hai người đàn ông mà về chung ở với cô như vậy Dạ, á thì dạ. ngủ làm sao? Ngủ hả? Dạ. À, đầu hôm 10 giờ ngủ không chứ? Ha. Dạ. À, 12 giờ hả, ngủ con nhỏ. Dạ, vậy là Đâu có ai đâu ấy. canh giờ canh lúc. Đâu có ai đâu phân Có bì. một Một dĩa thịt bò là 100 ngàn ha. Chẳng là tôi nhịn ăn, tôi ăn kho cá kho gì cả, tôi con lật tải không hết rồi coi. Bút cho ông một đó, bà đó trời có mình ơi mày, mà sao mày ăn dĩa thịt bò gì dữ vậy? Tôi nói không, cái này mua giùm cho người ta, chứ mình đâu dám nói gì mua cho chồng, người ta nói mình ăn sang trọng nữa, giống nữa. Cái bắt đầu cái tôi nói giờ bà nói mấy bà nội ơi, ông chồng tôi yếu lắm rồi, mà cái sinh lý không có. Nói mày đúng bài bán của mày thiệt, công nhận mày, tao đêm nào tao cũng cho chồng tao ăn một dĩa thịt bò, nó mới lại gần tao nổi. Thôi bà bán thịt bò đó hen, bà không nói vậy luôn. Tôi nói bà nội đừng nói la lớn, tao chúng nấu chết cái tuổi già này. À, tại vì ổng muốn đòi hỏi mà nó không có hợp lý với mình có sức quạt, ổng có cho ổng ăn đêm, trời đêm đó là tôi ngày ngày mai ấy, đêm nay cho ổng ăn là bữa nay nè, là tôi đi bán số là 300 vé như chơi luôn, là cái chớn ổng đó giao kết với mình khỏe khoắn rồi. Bởi vì từ cái đó, từ đó tới sau đó hen, là từ đó tới sau là cái bà bán thịt bò đó, bà nói thiệt mày công nhận hay thiệt, lợi bả lén lén mua bả ăn trăm, bà nói thôi không có thiếu, ngày mai đi, ngày mai bán rồi mình đem lại 50 100 gì cũng được hết á. Cái tôi nói bà nội ơi, ông chồng mà vợ chồng trẻ, tôi trẻ ổng già rồi, ổng đòi hỏi rồi cái cơ thể ổng là không có được rồi, thôi không có cảm giác. Bà cũng thông cảm, bà bán tôi trả bà 50, tôi thiếu lại 50, ngày mai cũng nhẹ. Bà nói ừ tao bán cho bạn 150, thôi 100 ngàn à bà nội ơi, chứ ngày mà bà ăn kiểu gì chết luôn, những thứ đi bán số lợi đâu có nhiều. Rồi tiền góp tiền sách bà cũng nói má nhỏ này cũng thiếu nợ sợ quá. Đây nè bà nội, đêm nay là bà yêu cầu nha, tôi cho ông ăn một dĩa thịt bò, ngày mai ăn tôi bán 300 vé như chơi với ổng, còn ổng không có, ổng đi lề mề mà ổng điện tôi hoài rồi mất thời gian tôi nữa, tôi bán không được tôi buồn, ổng ghen, ổng sợ tôi giao kết với người khác đó, phải không? Đồng ý là về chúng không mà mấy chú, cũng như là ông ghen tương, như là không có lợi gần bà xã. À, cái gì người ta nói gì cám heo để heo nhịn đói nằm chè chè đó, mà không có liếm láp được, nhờ ăn cái dĩa thịt bò phải không mới là liếm láp được. Thiệt tôi nói thiệt hết cái câu chuyện này ăn mà chú mà đưa về đài coi không đúng là thật thiệt, chứ đừng có nên mà nói mà lợi tiệm thuốc tây muôn viên hai viên chết mình chết luôn á trên bụng đó, chứ không phải giỡn đâu. Em cái bài thuốc, cái bài mà thịt bò này hen, ăn coi mấy người coi như ông nội này hen, nói thiệt chứ không phải là mình nói đây là ai cũng có vợ có chồng. Ông nội mà quất một đêm mà không năm quả nữa thôi, ông nội này là thịt bò đó. Năm quả là Ừ, có ông thịt bò, này đó. còn cái này là tôi chưa có thịt bò, là bên thành ra mỗi quả mỗi có. Của gì? Dạ con chào cô, Dạ. thì con có nghe cô chú nói á là cô Dạ. là có hai chồng Dạ. mà không biết cái sự việc đó có thiệt không cô. Dạ, có thiệt chú. Hai chồng mà thường thường người ta nói là một vợ một chồng, mà tại sao mà cô tới có hai chồng, cái sự việc như thế nào cô có thể kể cho con và mọi người được biết không cô, lần đầu tiên có Dạ. chồng thứ nhất. À, thưa hai chú đến nhà của dì, Dạ mà dì có cái câu tâm sự là dạ lúc trước chồng như là bị tai biến ờ cũng như tai biến rồi, này sau đi bán số dạ mới gặp ông này, dạ rồi mới là than phiền với ổng, nói ông hai ơi đi chuyến đường đi lên, nói ông hai ơi tôi có thiếu 30 ngàn dạ mà bây giờ không có tiền ăn nữa, thôi ông cho tôi mượn 30. Rồi cái câu chuyện đó rồi tôi mới là đi theo ổng hoài, mượn 30. Ông ấy mấy người mà tôi chưa cho mượn nữa, mà bà tôi cho mượn là ông này là ông nào cũng cho tôi mượn, đâu có quen biết, đi như là đi chiến đường đi lên bán số. Là ông chồng sao ha, ông chồng này nè, ông chồng này nè, rồi ha, là bắt đầu cái tôi mới nói vậy nè, ông hai ơi không có tiền, ôi khổ chứ, chắc sáng giờ không có ăn cơm. Ý là mới quen biết ông hai thôi, cái kia chưa kia được bằng anh, ơi sao lại mới trăm lý mới được bằng anh mới vô. Ừ, dạ. đó Cái từ bắt đầu từ cái tôi mới nói vậy nè, thôi khổ quá ông ơi, còn có 30 ngàn là không chạy đâu được chứ, ông là là ông suy được lấy nghĩ số. Ông này ông nói bao nhiêu người mà không cho mượn mà đi cho mượn bà này nó nha, gặp cũng em có này cái cho duyên mượn nha, ông có cũng cái có duyên duyên đàng hoàng theo mới cho mượn. để suy nghĩ Cái cái duyên là bắt sao. đầu cái tôi suy nghĩ vậy, tôi nói trời ơi mình lạ mà ông cho mình mượn được 30 ngàn cũng mừng, mà Ừ. đó 30 ngàn quý lắm chứ, chứ nữa rồi 30 ngàn là chỉ số 2 ngàn đó. giá. Cái tôi nói trời ơi ông trời cũng ban bố chắc tôi, mình với ông này có duyên nợ. Cái mới đi tới mới là đi mượn ổng, là hẹn là đi chung con đường đó đó, là chuyến sau mới gặp ổng là trả mình lời hứa, mà mình hứa đâu là
sao mà ông trốn tránh, ổng không cho mình thấy mặt. Rồi qua bữa sau á, ông trời chú khiến sao gặp đi con đường đó gặp ổng, mới nói ông hai ơi, hôm qua mà tôi có mượn ông 30.000 nè, tôi trả cho ông chứ mắc nợ. Ông nói thôi giờ tôi với chị đi xuống bà ruộng nè, ngồi nói chuyện tâm sự đi. Cái đó mà về đó tầm lý đó mà hơn 30 đó mà dưới số ai cũng còn nhiều hết trơn. Vậy là ông này kinh nghiệm cũng là giờ chắc. Anh với em đi xuống bà ruộng nè mà nói chuyện rồi hả, đi bán đi rồi trả 30.000 cho ai kêu xuống bà ruộng. Anh này anh già này mà không, em kêu ảnh, em kêu ảnh hả? Em kêu ảnh vậy là kêu giờ ông này còn suy nghĩ rồi, trả 30.000 suy nghĩ không, suy nghĩ rồi tâm tình mà mình mượn cái ơn đã 30. Mình bắt lấy cái tình nghĩa cái nữa là cho ổng đi xuống ruộng. Rồi bắt đầu cái ông nói gì, trời ơi có 30.000 mà tôi đâu có làm khó làm gì đâu với em đâu mà em sợ. Cái bắt đầu tôi nói không, mượn cái tình lý là ơn nghĩa, thấy không? Nghĩa. Người ta cho mình mượn sao mình trả cho đàng hoàng, sao mình có thắc mắc thì mình cũng mượn người ta được nữa. Cũng nghĩ là không có lợi hứa cái gì, 30.000 ở đó quý lắm chứ đâu phải như bây giờ. Chứ gặp như ta như là tôi với ổng đâu có quen biết gì đâu mà mượn. Rồi đi xuống ruộng rồi. Cuối cùng hai đứa anh với em ngồi cũng tâm tình hung hích đàng hoàng. Mà xuống ruộng phải không? Xuống ruộng phải không? Xuống bà ruộng. Cũng là tâm tình đàng hoàng. Nói tâm sự này kia nói ổng nha, coi thỏ hẻ nói sao. Đàng hoàng luôn nha. Thỏ hẻ sao không? Ổng chú ý rồi nha. Ổng nói gì nè. Thôi mà em ơi. Cũng 30.000 không có xứng đáng gì đâu. Thôi em đừng có trả. Cái thôi tôi nói thôi anh ơi, anh bán cũng không có tiền gì đâu. Em cũng khổ mà anh cũng khổ thôi. Bây giờ cái bây giờ tôi trả mơ mốt thiệt. Em mà có cần gì thì anh cũng cho mượn mau. Trả tiền hay gì cô? Trả tiền rồi hung hít đàng hoàng mình nhớ cái ơn. Mà lúc đó trả là trả hả? Tính trả cái kia không? Không. Chưa. Tính mới quen mà trả cái kia là được. Tâm sự là vừa xuống ruộng thôi. Vừa xuống ruộng là chuyện nhỏ thôi. Rồi xong đó, xong giờ trả kia. Rồi trả kia. Sao quen lâu rồi nha. Nghĩa là ta biết nhau mới hiểu được. Quen lâu à, cả tháng rồi đó. Mới lại mà khúc vắng chỗ nào đó mình ngồi mình tâm sự ổng coi cái ý của ổng coi sao còn coi có... cái tâm lý ổng coi có nghĩ cái thương mình không là cái gì hiểu như, tình như mình không sống với liên hệ chung thủy với cái lớn tuổi rồi mượn ổng 30.000 ổng nói thôi em ơi đừng có chạm em ơi cứ 30.000 không có xứng đáng gì cái từ đó tới sau hắn là ổng đi lang bang tôi hỏi ông hai ông có nhà không? Nó kêu bằng anh đi nghe em ơi, ông hai nó khó. Nói chưa? Nói ông hai, ông có nhà không? Nói không, giờ tôi có cái nhà gì nè. Thôi ông về ông ở với tôi đi. Không có sao, không có cái gì đâu mà ông sợ. Thôi tôi cũng có chồng. Anh nói trời ơi, tôi sợ chồng bà chết. Đỡ đâm chết cái. Rồi bắt đầu mới dắt ông về. Vậy là lúc đó anh Năm anh còn phải không? Thông qua với ông. Ý ông sợ. Tôi nói gì nè, thôi trời ơi. Dặn ông hai về dưới luôn, về dưới quê chứ. Ông chồng lớn sao cô? Ông chồng lớn là ông ngồi cấp đó là ông còn lực lắm, mà tại vì mình không có tiền, tiền bạc không có. Cái sếp đó lại là nói ông Năm Bảo là quá gành luôn. Cái ông dữ dằn lắm. Cái tôi mới nói gì nữa, trời thôi bây giờ ông không tiền, mẹ con tôi ngày nào không có vốn liếng. Thôi bây giờ để tôi nương tựa ông này, để tôi dắt ông đi về dưới quê. Quê đặt cho cái mặt đàng hoàng, cũng con nó cũng chấp nhận nó đàng hoàng hết. Như okay. Da mình giới thiệu qua mặt con cái vậy. 50.000 cá linh nhúng nhắm, với 10 lông bia. Con nè, vợ nè, chồng lớn chồng nhỏ, với hai đứa con. Sự giới thiệu luôn á. Ngồi đàng hoàng, nói chuyện đàng hoàng, tay bàn giao luôn, đàng hoàng. Ông nói vậy nè, bà ơi, tôi gặp bà tôi muốn thèm lắm, cái mình biết rồi. Tình hiểu cái pháp lý của mình hai vợ chồng biết rồi. Thôi ông, ngày nay thôi ông Yên Chí, tôi bán cho số nhiều tôi mua, còn tiền góp riêng. Tôi bút chỗ một dĩa thịt bò là 100.000 ha. Chẳng là tôi nhịn ăn, tôi ăn kho cá kho gì cãi, tôi con lực, tại không hết được rồi. Bút chỗ một đó, bà nói trời có mình ơn mày, mà sao mày ăn dĩa thịt bò gì dữ vậy? Tôi nói không, cái này mua giùm cho người ta. Mình đâu dám nói gì mua cho chồng, người ta nói mình ăn sang trọng nữa. Giấu nữa, cái bắt đầu cái tôi nói vợ, bà nói mấy bà nội ơi, ông chồng tôi yếu lắm rồi, mà cái sinh lý không có. Nói mày đúng bài bán của mày thiệt, công nhận mày. Tao đêm nào tao cũng cho chồng tao ăn một dĩa thịt bò, nó mới lại gần tao nổi. Tao bà bán thịt bò đó ha, bà cũng nói vậy luôn. Tôi nói bà nội đừng nói la lớn, tao chúng nấu chết cái tuổi già này. Tại vì ổng muốn đòi hỏi mà nó không có hợp lý với mình. Mình có sức quạt, ổng có. Cho ổng ăn đêm, trời đêm đó là tuần ngày mai ha. Đêm nay cho ổng ăn này, bữa nay nè. Là tôi đi bán số là 300 vé như chơi luôn. Là cái chớn ổng đó giao kết với mình khỏe phắn rồi. Bởi vì từ cái đó, từ đó tới sau đó ha.
là từ đó tới sau là cái bà bán thịt bò đó bà nói thiệt, mày công nhận hay thiệt, lợi bà lén lén mua bà ăn trăm, bà nói thôi không có thiếu, ngày mai đi, ngày mai bán rồi mình đem lại 50-100 gì cũng được hết á. Cái tôi nói bà thôi ơi, ông chồng mà vợ chồng trẻ, tôi trẻ, ổng già, rồi ổng đòi hỏi rồi cái cơ thể ổng là không có được rồi, thôi không có cảm giác, bà cũng thông cảm, bà bán tôi trả bà 50, tôi thiếu lại 50, ngày mai cũng nhẹ, bà nói ừ cho bán cho bà 150, thôi 100,000 à bà nội ơi, chứ nghe mà bà ăn kiểu thì chết luôn, dụng thứ đi bán số, lợi đâu có nhiêu, rồi tiền góp tiền sách bà cũng nói, má nhỏ này cũng thiếu nợ, sợ quá. Đây nè bà nội, đêm nay là bà yêu cầu ha, tôi cho ông ăn một dĩa thịt bò ngày mai ha, tôi bán 300 vé nhiều chơi với ổng, còn ổng không có, ổng đi lề mề mà ổng điện tôi hoài rồi mất thời gian tôi nữa, tôi bán không được tôi buồn, ổng ghen, ổng sợ tôi giao kết với người khác đó, phải không, đồng ý giờ chúng không mà mấy chú cũng như là ổng ghen trương, như là không có lợi gần bà xã à, cái gì người ta nói gì cám heo để heo nhịn đó nằm chề chề đó mà không có liếm láp được, mình nhờ ăn cái dĩa thịt bò phải không mới là liếm láp được. Thiệt tôi nói thiệt hết cái câu chuyện này ăn mà chú mà đưa về đài coi không đúng là thật thiệt. Chứ đừng có nên mà nói mà lại tiệm thuốc tây mua viên hai viên chết mình chết luôn á trên bụng đó, chứ không phải giỡn đâu. Cái bài thuốc, cái bài mà thịt bò này hen, ăn coi mấy người coi như ông nội này hen, nói thiệt chứ không phải là mình nói đây là ai cũng có vợ có chồng, ông nội mà quất một đêm mà không năm quả nữa thôi, ông nội này là thịt bò đó, năm quả là thịt bò này đó. Còn cái này là tôi chưa có thịt bò là bao nhiêu chứ... mỗi quả mỗi có đó, nè ông đúng nội rồi đó. Mai là không có dĩa thịt bò mà. Nè nói thiệt ông ấy, tôi coi ông chăm chút là một đêm từ dĩa chó là hai quả vợ không công nhận thiệt, ha thiệt. Tôi nói là tình lý thiệt, thịt bò là cái đạm của mình sức khỏe thấy không, chứ không có chạy mà nửa chừng mệt hả không có đâu, bằng thẳng con đường như là chú mà chạy xe đa. Bây giờ là nó trắng đây, chú mà muốn uống ly cà phê chú từ từ nó mới hết ly cà phê. Trời chú ơi, gấp quá đâu có được. Thấy cô có cái bí quyết đó hả? Quá à, phải không đúng không? Ok nè, cho đào phát tài nè. Giỏi nha. Cho uống cà phê thẳng à, uống từ từ chứ không uống gấp quá rồi nửa đường nó có nó chặt thì sao? Cho con hỏi lại nè, đứt thấy không đúng không? Cô mà sống trong mà một vợ mà hai chồng như vậy đó thì ở người đời á, người ta có bàn tiếu những cái câu nào cô kể cho con nghe coi. Người ta bàn đời kể người ta không, dừng. Người ta có nói tiếu không? Có không, người ta nói dạ. Trời ơi bà nội ưng hai ông già, cái tôi nói về tôi đáp lại, mình không có chửi mắng, mình nói khéo. Dạ. Mấy bà kiếm được như tôi là mấy bà hay đúng không? Mấy bà kiếm như tôi á mới được mấy bà hay, còn mấy bà không kiếm được như tôi mấy bà đừng nói. Mấy bà không có giúp tôi mấy bà đừng có nói. Chừng nào mấy bà kiếm được như tôi á thì mấy bà nên nói thôi. Cái chữ mấy bà không có cho tôi ăn, mấy bà không có nên nói. Đúng không mấy cậu? Tôi nói đúng không? Tôi có dĩ lận, không bao giờ. Cái chuyện tôi mặn ăn tôi ưng ai em tại tôi. Cái đời sống của tôi mấy bà. Chừng nào mấy bà có giúp tôi á thì mấy bà mới nói được phải không cậu? Còn mấy bà đâu giúp tôi cái thấy chuyện cô, của tôi. Thấy cô là một cái người mạnh dạng. Dạ. Có hai chồng thì nó hai chồng, không có ngại. Đúng mình rồi. Đâu có cái chuyện nghe mình thiệt thôi. Mà đâu ra đó mình, không? Mình đâu sống. Có giật chồng của trời. Mình có chồng đó mình nhào vô mình giật á thì cái đó là mình mẹ con người bà nội nó lang vang, còn chồng mình giật. Còn cái này mình tự trút. Ổng lang thang, mình đưa ổng lên về làm vợ làm chồng ha. Phải không? Đúng không? Đâu có cái chuyện gì đâu. Nhưng mà bà kia ổng sống một mình nữa. Phải không? Phải không mà tôi nói vậy hai cậu đúng không? Không cái nào cho tôi sai thì sai. Còn nào không sai thì nó không sai. Đúng rồi. Dạ đúng đó, cái nào đó ông này còn mạnh dạn nè. Ông này có thể là một ngày ông kiếm 200 300 được. Được. Còn có. Ông kia hả? 100,000 bà không có tới vợ đâu. Mà đi bán ông đi thời gian hồi yếu lắm. Yêu lắm. Thương ông nào thương ông lớn chứ ha, thương ông nhỏ. Thì lúc thời gian cũng thương ổng, ông chồng trước chị cũng như là 10 phần, như là mình giảm còn 8 phần. Bây giờ là thương ông chồng nhỏ nhiều ha. Tại ông chồng nhỏ biết sao. Không biết, không phải là lợi dụng ông già. Thương ổng cái tình nghĩa vợ chồng. Có ngàn nào không có giấu, về đưa hết. Về đưa hết cho mình ăn. Thật tình với vợ. Thật tình. Chứ không phải không có mà như người ta giấu đúc. Còn ông lớn á có nhiều á, ổng còn xin tiền thêm mình đặng chi không? Đặng ổng bao chú lô. Dạ. Chú cho con hỏi thì trong khi á mà chú nè mà có một cái mà vợ mà hai chồng như vậy đó thì đi về lần đầu tiên á, rồi ông chồng lớn ổng có nói gì chú không? Thì về là mới về đầu tiên á thì mình cũng bỡ ngỡ lắm. Dạ, dạ. Sợ đây bả gài bẫy cái chết mình nữa cũng đó. Như đây là ổng
ổng đâm cái chết bà mình luôn. Đó, sợ rồi. Đi. Rồi cái mấy đứa nhỏ ngồi cũng cặp nguyên một mâm tròn à. Yeah. Nó bây giờ thì bà má tôi á, bà khai thiệt hết rồi. Yeah. Ba tôi thì bây giờ quá yếu rồi. Đó. Ba tôi bây giờ quá yếu rồi, không có mạnh dạng gì nữa. Bà ổng xuống lỗ rồi. Ừ. Bây giờ dắt bác xuống ra về đây. Về đây á thì tôi là con chồng lớn. Yeah. Bây giờ tôi xác nhận đây là cha già, cha nhỏ. À, cha già nhỏ sau này. Nó để chắc mà, định cho hai người ở chung sống đó. Để mà chung sống mà lo gắn với nhau. Đúng còn rồi. Tôi thì lớn rồi, tôi còn đi đây đi đó đi mần. Đây có một mình bà chết rồi không ai biết. Bây giờ kể để bây giờ để cho ông bà sống với nhau đi. Dạ yeah, cũng được. Nó kết tình kết nghĩa. Còn chồng lớn có nói gì không? Ông chồng lớn ông không có nói gì, ông cũng giao trước mặt con của ông đó. Giao như thế nào chú kể lại cho con ông chồng lớn. Ông có nói gì không? Ông chồng lớn nói thôi bây giờ là tôi bây giờ mình không nổi. Dạ. Yeah. Bây giờ thì bà vợ tôi bà về đây bà nói hết trên đầu đuôi hết rồi. Con yeah. Cái đầu hết rồi. Nó bây giờ thì tôi giao lại cho ông. Yeah. Coi mà lo liệu được thì lo. Yeah. Còn mấy đứa con tôi thì nó cũng lớn rồi, nó cũng biết mần ăn được rồi, để mà cho bà mà sống sót đừng có theo tôi được rồi. Nó ông chồng lớn ông gặp ông còn bàn giao lại bà vợ. Vậy là cũng phải rồi. Đúng rồi, lần đầu cái... dạ, kể đi chú, kể tới. Rồi cái là ông nói thôi bây giờ cái tiệc này là cái tiệc tôi giao vợ tôi cho. Trời ơi, cái tiệc đương đương ăn à, cũng như là như là cũng như mình nói vậy. Mà giao chấp nói mà giao vậy ổng có giao tới lui không? Ông cũng tới lui nữa hả? Không, ông ở nhà không ở chỗ không, à. Ông yếu lắm. Yếu hơn tôi nữa. Yếu lắm. Không phải như này đi tới lui. Nhưng còn xa. Hoạt động không cô? Chắc hoạt động không nổi đâu. Đóng thịt bò đó. Ông Năm Bảo á. Chứ có sao à. Từ từ có ha. Ừ, trời ơi, một lần là không có dĩa thịt bò là chịu đâu nổi. Đó, chứ, chữ túi xua, chữ dữ lắm. Ông Năm mà tôi lắm. Biết cái lúc mà dắt ông chồng nhỏ, kêu bằng anh. Ăn gì dưới ha, giới thiệu anh chồng nhỏ của em. Rồi bắt đầu mới nói gì nè, thôi, hai ông á, là hợp tác lại đi. Không ông nào, ghen ông nào, già đúng rồi. Nương tựa. Nương tựa sống nhau đi. Tấm thân, đừng ai ghen ai. Con cũng đứng ra nói với nói. Thôi bây giờ á, bà cũng sắp về dưới đất rồi thôi. Để bàn giao lại cho ông cậu đi. Chết sống nhau là có ổng nuôi. Ngày nào hay ngày đó. Rồi hai ông bà hợp tác. Bà hai như là hai chồng lớn chồng nhỏ. Với tôi ngồi chính giữa với con. Hợp tác đó. Là giao luôn. Giao bàn thắng lại đàng hoàng. Giao bàn thắng là ông sao này cho bà này đó. Cái bắt đầu tôi nói thôi đi vậy là... thôi vậy em với anh đi về trên đây sống bỏ cái như để cái nhà mình lên xuống vậy đó không như là mình lên xuống là mình không có bỏ cái nhà. Dạ. Để mình đi theo ông này bỏ cái nhà là thời cuộc bây giờ kinh tế khó khăn lắm. Dạ. Mình còn con nữa đó. Con nói đi đâu đi bằng ngày đi đâu đi bằng đêm về. Dạ. Đó cái hợp tác với ổng là sống ổng năm nay là 10 năm rồi sống ông này nè. Đúng rồi, hai xuống bờ ruộng đàng hoàng ha, tâm sự đàng hoàng có 30.000 đó, có 30.000 đó là tâm sự anh bờ ruộng đó. Không mượn ở đâu với số 2.000, với số ở đó 2.000 mà đến 5.000 mượn 30.000 quý lắm mấy cậu, chứ không phải mà chung thủy mới kéo thời gian gì dưới này về. Đưa ông cấp đó là ông ở cái chòi ở mà cạnh mà xong quá chào bèo, thấy ông nói thôi bây giờ anh với em gì dưới này đi. Bây giờ miệng đời kệ nó không có giúp mình. Chừng nào nó giúp mình mới sợ. Còn cái chuyện mình đi kiếm ăn là mình không có sợ gì hết trơn. Nhưng người ta nói là tại sao mà ông này có một vợ mà hai chồng, người ta cũng đồn thổ dữ lắm hả cô? Người ta đồn là người ta đồn, mà mình không có quan tâm. Cái sự của mình đi kiếm ăn mà ăn. Dư yêu chừng hả? Nào mà chừng nào mà họ có giúp mình đó thì mình sợ. Con nó hỏi đâu có giúp. Chúng hỏi nó chuyện mà sống ai nó sống thôi chứ. Vậy là lúc cảm nghĩ của cô là cứ bình thường. Ai nói gì nói. Ai nói nói. Nhưng mình cũng có hạnh phúc, mình có làm ăn ra tiền của con. Đúng rồi. Đúng là mình sợ con mình với chồng mình. Chứ ngoài ra mày đường mà
đâu có xong. Cái cách đầu cho con hỏi cô thì dạ. Cô dẫn ông chồng nhỏ về gặp ông chồng lớn á, thì theo mà cái cách đó con cái nó có cản trở không, và không. Ông chồng lớn có nói này nói nọ không? Không, tôi sắp đặt đâu đàng hoàng nói chuyện chứ. Sắp như thế nào cô? Tôi nói vậy nè, ba mày sắp sửa đi về đất rồi. Dạ. Bây giờ cho tao cái đời sống, ông này cũng lang bang, ông không có nhà cửa. Để mình nói thành thật. Thằng ông sống một mình đó. Ông là mướn nhà trọ uổng tiền lắm. Để cái tiền nhà trọ đó là nuôi mẹ con mình ngày nào hay ngày đó, là cấp đó là chưa có vợ. Năm nay nó có vợ, nó có con rồi. Yeah. Đó là nó cũng thương ổng, mà ổng cũng thương nó, nghĩ như là con ruột, đâu có nghĩ gì đâu. Yeah. Cái tuổi già phải không, thôi cầu cho mẹ mình nó có hạnh phúc, phải không? Vậy đi, mình giàu già, hả trẻ gì đó, là cũng là gọi là bằng cậu, bằng ba. Người ta nuôi dưỡng mẹ mình, một ngày một bữa là người ta cũng là mình nhậu. Đó, là thương ổng lắm, bây giờ đi tới đâu phải không? Chiều bữa nào cũng điện, trời ơi tôi sẽ chơi chồng chồng lớn tôi chứ không có mặc cảm bằng chồng ổng nữa. Ừ, không có tiền bạc nhiều đó hen, là dành dụm có tiền bà ơi mua đồ ngon cho tôi ăn đó. Rồi hai người tâm sự cũng được, đúng không? Hai người tâm sự nữa. Cô cho con hỏi nè, dạ bữa nào mà mua thịt bò là bữa đó tâm sự hay tâm sự? Tâm sự mà sáng đêm không ngủ luôn. Ông này là biết ý, biết ý là con nhờ được vậy. Cho con hỏi cái câu như thế này nè cô, thì trong khi mà hai người đàn ông mà về chung ở với cô như vậy thì ngủ làm sao? Ngủ hả? Dạ. À đậu hôm 10 giờ ngủ không chứ ha. Dạ. À, 12 giờ hả, ngủ con nhỏ. Dạ, vậy là đâu có ai đâu ấy. Canh giờ canh lúc. Đâu có ai đâu phân bị. À. Cái chuyện đâu có ai đâu phân bị. Là lúc ở trong nhà ha, riêng. À ở riêng à. À, à riêng. 10 giờ ở riêng, dưới, 10 giờ. 12 giờ chạy lên đây. À đúng rồi, cũng như cách sức khỏe của mình. Cách tiếng đường. Có hai ông có khi nào ở chung nhà chưa? Chưa. Không, không được. Cái đó chưa giao thiệt được. Không có được. Cái đó giao thiệt là khó lắm mà. Khó lắm. Bị ông này tôi biết. Khó lắm. Đây nè, còn mà dâu ham như là đêm nay muốn hai người muốn tâm sự đó là như cái cô này mà tâm sự hai người mà chia ra mà cái cách giờ đó thì như vậy đó còn khoan hợp bò sao cô? Hả? Ăn thịt bò là có cái chất khỏe. Nó có chất đạm. Khỏe chất đạm. Người khoảng khoái đó. Không có ai hiểu. Để gì là còn mà để gì đó là không có được, không. Như là không có cảm giác. Đúng rồi. Không như là lợi như là ngủ bình thường. Còn mà bữa nào mà có ăn thịt bò hen, với mà cải tàu bèo với củ hành hen. Đậu phộng hen. Đậu phộng hen là với cà gió đậu nó thiệt bảo đảm đêm đó là chàng ơi hả, không bao giờ bắt quần mặc áo đúng không? Cho con hỏi sẵn cô chia sẻ về cái đoạn thịt bò đó, những những người mà nó thiếu tình thương, thiếu tình thương phải không? Thiếu thịt bò phải không? Đây cái câu nói này nè, không hồi nãy giờ tôi chưa có lên mà bữa nay là bốn người là lên cái đĩa này, là biết sao có cảm giác không? Tức là chú đi hàng ngày hoài, về gặp vợ chú không có thấy, không có thấy cảm giác gì chứ. Rồi bắt đầu hen về đó, mà về bắt đầu cái mua dĩa thịt bò, bà vợ mua thịt bò. Cái xào, anh ơi anh ăn mình ở đi, bữa nay em ăn trước no rồi. Là cảm giác cho thằng chồng nó bổ khỏe mới là giao cấu với con vợ được, phải không? Tôi nói đúng không? Đúng không? Mà chú mà, cái ông nói vậy nè, à bà ơi tôi gặp bà tôi muốn thèm lắm. Cái mình biết rồi, tình hiểu cái pháp lý của mình, hai vợ chồng biết rồi. Thôi ngày nay thôi ông Yên Chí, tôi bán cho số nhiều tôi mua, còn tiền gốc riêng. Tôi bút chỗ một dĩa thịt bò là 100.000 ha. Chẳng là tôi nhịn ăn, tôi ăn kho cá kho gì cả, tôi con lực, tải không hết được rồi. Bút chỗ một đó, bà nói trời của mình ơi mày, mà sao mày ăn dĩa thịt bò gì dữ vậy? Tôi nói không, cái này mua giùm cho người ta. Chúng mình đâu dám nói gì mua cho chồng, ta nói mình ăn sang trọng nữa. Giống nữa. Cái bắt đầu cái tôi nói vợ, bà nói mấy bà nội ơi, ông chồng tôi yếu lắm rồi, mà cái sinh lý không có. Nói mày đúng bài bán của mày thiệt, công nhận mày. Tao đêm nào tao cũng cho chồng tao ăn một dĩa thịt bò, nó mới lại gần tao nổi. Tao bà bán thịt bò đó hen. Bà cũng nói vậy luôn. Tôi nói bà nội đừng nói la lớn, tao chúng nấu chết cái tuổi già này. À tại vì ổng muốn đòi hỏi mà nó không có hợp lý với mình. Mình có sức quạt, ổng có. Cho ổng ăn đêm, trời đêm đó là tôi ngày mai á, đêm nay cho ổng ăn là bữa nay nè, là tôi đi bán số là 300 vé như chơi luôn, là cái chớn ổng đó giao kết với mình khỏe khoắn rồi. Bởi vì từ cái đó, từ đó tới sau đó ha, là từ đó tới sau là cái bà bán thịt bò đó bà nói thiệt, mày công nhận hay thiệt, lợi bà lén lén mua bà ăn trăm, bà nói thôi không có thiếu, ngày mai đi, ngày mai bán rồi mình đem lại 50, 100 gì cũng được hết á.
cái tôi nói bà nội ơi, ông chồng mà vợ chồng trẻ, tôi trẻ, ổng già, rồi ổng đòi hỏi rồi cái cơ thể ổng là không có được rồi, thôi không có cảm giác. Bà cũng thông cảm, bà bán tôi trả bà 50, tôi thiếu lại 50, ngày mai cũng nhẹ. Bà nói ừ cho bán cho bà 150, thôi 100 ngàn à bà nội ơi, chứ ngày mà bà ăn kiểu thì chết luôn, dùm thứ đi bán số, lời đâu có nhiều. Rồi tiền góp tiền sách bà cũng nói, má nhỏ này cũng thiếu nợ sợ quá. Đây nè bà nội, đêm nay là bà yêu cầu ha, tôi cho ông ăn một dĩa thịt bò ngày mai ha, tôi bán 300 vé như chơi với ổng, còn ổng không có, ổng đi lề mà ổng điện tôi hoài rồi mất thời gian tôi nữa, tôi bán không được tôi buồn, ổng ghen, ổng sợ tôi giao kết với người khác đó, phải không? Đồng ý rồi chúng không mấy chú, cũng như là ổng ghen, cũng như là không có lợi gần bà xã. À, cái gì người ta nói gì cám heo đẻ heo nhịn đói nằm chề chề đó mà không có liếm láp được, nhờ ăn cái dĩa thịt bò phải không mới là liếm láp được. Thiệt tôi nói thiệt hen, cái câu chuyện này ăn mà chú mà đưa về đài coi không đúng là thật thiệt. Yeah. Chứ đừng có nên mà nói mà lợi tiệm thuốc tây muôn viên hai viên chết mình chết luôn á trên bụng đó, chứ không phải giỡn đâu. Yeah. Cái bài thuốc, cái bài mà thịt bò này hen, ăn coi mấy người coi như ông nội này hen, nói thiệt chứ không phải là mình nói đây là ai cũng có vợ có chồng, ông nội mà quất một đêm mà không năm cái năm quả nữa thôi, ông nội là đài thịt bò đó, năm quả là ừ, ông này đó. Còn cái này là tôi chưa có thịt bò là bao thành chứ... mỗi quả mỗi có đó, nè ông đúng nội rồi đó. Mai là không có dĩa thịt bò ừ. Nè nói dạ, ông ăn tôi coi ông xanh chút là một đêm từ với chó là hai quả vợ dạ, không công nhận thiệt, tôi nói là tình lý thiệt với bà bò. Ở gần sớm bà biết hồi nào giờ tôi không ăn bò chứ có nhậu nhẹt cái sớm ghiền còn anh em, mà cái dạng mà mai là ba mấy bốn chục đi cho 40 đi trời cùng mùi sưng lắm mấy chú nhìn thấy tệ nhìn bề ngoài chứ bề trong biết trời ơi bà thấy mà. Tôi còn bà thèm nữa trong chẳng ông này nè hang mà một đêm mà cho ổng ăn thịt bò thế cho ổng làm chừng 3 lần tôi còn sức nè tôi còn bán 300 vé số nè 300 vé giao kết bữa nào mà cho ổng ăn giữa thịt bò đó hang là bà coi đó là cái câu chuyện mà tôi nói nãy giờ đó là mấy cậu là biết là chồng hai chồng đi tới đâu ai cũng nói kệ cái chuyện mày nói kệ mày còn cái chuyện chừng nào mày giúp tao á thì đi ra nói trời ơi bà đó ba hai chồng mấy bà có giúp tôi không mấy bà nói gì mà mấy bà có thực hành giống tôi không thực hành giống tôi đi hai chồng đi gì đi đừng ai ghen ai mấy bà quê mấy bà từ đó tới sau mấy bà mắc cỡ cái chuyện đời của người ta thì nằm giúp người ta mình mới nói phải không? Là rốt cuộc là thỏa thuận là một vợ hai chồng đó là chuyện hết rồi. Tôi thông qua cho cậu phải không? Bây giờ tôi nói cho chú nghe là cái câu chuyện này nè. Họ nói là tại mẹ họ, cái chuyện tôi làm là tôi làm tại tôi. Không ai giúp tôi được, phải không? Chừng nào họ nói mà họ giúp được còn họ nói dùng miệng đời mà. Rồi. Bây giờ nói cho bây giờ hai cậu nghe. Bây giờ đêm nay tôi ở ông này, ngày mơ tôi ở ông khác. Dạ yeah, rồi. Cái chuyện đó là chuyện của tôi. Rồi bây giờ cái này để con hỏi chú Minh cái kinh nghiệm chú Minh á, chú Minh là người già mà sức khỏe còn rất là cường tráng mà có con nhiều luôn. À. Thì theo mà cái kinh nghiệm của cái người già như chú Minh á thì mình mà có mà hai vợ sao mà vợ nó mới thương mình nhiều. Cái đó là tôi có một vợ một và chưa có hai vợ thì không mà theo mà làm sao mà người phụ nữ nó thương mình đó chú Minh thì cái đó tùy theo phụ nữ thôi. Yeah. Ý mà phụ nữ mà thấy mà con trai tráng mà cái tuổi mà còn sức mạnh đó ha. Yeah. Mà biết còn lo được nghĩ được hai vợ á thì mới đàn bà mới dám nghĩ tới mình, mà nghĩ tới mình rồi đó thì mình cũng có chấp thuận với người ta đi. Yeah. Đặng mình cho cái cuộc sống của người ta hạnh phúc với mình lại sao hai bà này nó dễ thuận với nhau như cái kinh nghiệm mà chú Minh nó già mà có vợ trẻ. Chẳng hạn như chia sẻ cho quý vị được biết như thế nào mà vợ trẻ thương dữ vậy á, như có vợ trẻ thương gì nè. Dạ. Có tấm lòng á, bị con vợ tôi nó nghèo nó. Dạ. Biết nó nói thôi mẹ ơi bây giờ đời người ta hại con hết cuộc đời rồi. Dạ. Bây giờ cái anh này á thì mẹ mất giờ thằng ảnh già lúc đó tôi mới 46 tuổi à. Dạ. Là con vợ tôi mới nói là bà già vợ tôi mới sợ tôi là gạt con bả một chặt nữa là khổ biết không. Nó má ơi ta tình thiệt ta nói thiệt thà mà chịu vợ già đi chồng già đi nó có sự sống hơn cả hạnh phúc mấy tuổi trẻ sau này. Sợ mấy thằng tuổi trẻ này nè, nó chưa biết ở sống đợi con mình không. Thành ra con vợ tôi nó thà càng già nó càng ngon, càng gừng càng cay thêm, nó phá thêm cho đó. Bởi vì nó mới sống tôi từ tuổi này mới là được 62 tuổi mà tới bây giờ luôn, anh tính đi. 46 tuổi mà tới sống 62 là biết bao nhiêu năm rồi. Mười mấy năm không có lỗi nào mà bỏ được hết trơn. Không thấy không? Cái đó là mình chưa sử dụng là con vợ mình nó chưa có biết nghĩ cho chồng nè. Mà cái sức tôi chạy cô với chú thì. Yeah. Bữa nay mấy anh em con lại đây ghi hình thì cũng có một cái phần quà. Yeah. Gửi cho
cô chú ở đây. Dạ. Là thứ nhất là con gửi cho chú Minh nè. Rồi. Để chú Minh mua cái phần nào ha. Phần nào à. Là thứ hai là con gửi cho cô ha. Dạ, bò. Dạ, mua bò. Bò đúng rồi. Bò là giảm chút cho. Tiền dạ, ở đây là tiền cá nhân của mấy em con. Cá nhân dạ, anh em dạ, dạ. Cái đó là giúp đỡ cho cuộc sống của mình. Để cho cô mua thịt bò cho. Đó. Chưa à, chưa à. Chúng đã lấy tiền này mua cho bạn nè. Cảm ơn cô đã chia sẻ một cái đoạn video. Thì video này mấy anh em con sẽ đăng lên mạng nha cô. Dạ dạ. Con xin phép cô nha. Dạ dạ. Cảm ơn. Cảm ơn nhiều. Dạ nào lại nha.